kính thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp hay cao huyết áp là một bệnh lý phổ biến ở cả người trung niên và người cao tuổi. Nó được coi là kẻ giết người thầm lặng bởi những cái diễn tiến khá là mơ hồ và âm thầm. Và người bệnh thì thường chủ quan cho đến khi là phát hiện ra những cái triệu chứng, những cái biến chứng của bệnh nguy hiểm như là đột quỵ não này, suy tim và hay là suy thận. Và trong chủ đề chương trình ngày hôm nay đó là phòng và điều trị cao huyết áp theo cách của người Nhật, chặn đứng nguy cơ đột quỵ. Chúng ta đã mời tới trường quay thầy thuốc ưu tú. Đại tá Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, trang thiết bị y tế cục quân y bộ quốc phòng và chuyên gia cũng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về căn bệnh này cũng như là những cái phương pháp phòng ngừa và điều trị cao huyết áp hiệu quả. Đầu tiên thì Mai Hương xin được gửi lời cảm ơn tới chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Yeah, xin chào MC, xin chào quý khán giả dạ vâng ạ à, ngay từ đầu thì mai hương cũng có khẳng định rằng là cao huyết áp hay là tăng huyết áp nó được coi như là một cái kẻ giết người thầm lặng bởi vì những cái biểu hiện của nó nó không hề rõ ràng một chút nào đúng không ạ vậy thì chuyên gia có thể lý giải cái nguyên nhân và những cái triệu chứng của căn bệnh cao huyết áp này là gì không ạ đúng là như thế người ta nói cái bệnh tăng huyết áp là một cái kẻ thù thầm lặng nó âm thầm nhưng mà nó đem lại cái biến chứng cái điều nguy hiểm cho người bệnh rất nhiều về cái nguyên nhân mà sinh ra huyết áp cao ấy, thì có rất nhiều nguyên nhân trong đó có một số nguyên nhân chính này. thứ nhất là à, bệnh thận cái bệnh thận ấy thì nó liên quan tới huyết áp à, nhất là những người mà mắc bệnh thận ví dụ như là nó gây ra gọi là tăng huyết áp thứ phát ví dụ những người mắc bệnh viêm cầu thận chẳng hạn hoặc những người bị à, à, suy thận đó. hoặc là ảnh hưởng của cái bệnh thận nó cũng liên quan mật thiết đến, đến 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 huyết áp. Cái thứ hai ấy, là bệnh về các cái tuyến thượng thận à, cũng sinh ra là huyết áp. Thế rồi à, bệnh về các cái à, tuyến nội tiết chẳng hạn, ví dụ những người mà bị cường giáp trạng hoặc là à, suy giảm về cái tuyến giáp trạng nó cũng ảnh hưởng đến cũng sinh ra huyết áp cao. Thế rồi à, một số sử dụng loại thuốc. Như là thuốc uh, có cái quý chẳng hạn hay là thuốc kháng viêm một số loại thuốc rồi uh, uh, sử dụng một cái loại uh, một số thuốc nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đến đến, đến huyết áp. Thế còn cái triệu chứng của nó biến chứng là rất nguy hiểm rồi. Thứ nhất là khi mà những người huyết áp cao ấy thì nó dẫn đến rất nhiều cái cái cái, cái biến chứng rất nguy hiểm. Và đầu tiên phải nói là bị suy tim. Khi mà cái huyết áp cao như thế thì cái lượng máu nó gọi là dòng chảy trong máu nó rất là mạnh áp lực nên thành mạch rất là mạnh và chính vì thế sao tim phải làm việc rất là là là, là, là căng sức ra điểm làm việc Đấy. và chính vì nó căng sức làm việc như vậy thì làm cho cái 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 gọi là cái suy giảm cái chức năng của thận đi người ta gọi là, là, là suy tim thế ngoài ra ngoài suy tim ra thì nó còn ảnh hưởng rất nhiều các cái yếu tố khác khi mà mà huyết áp cao thế rồi ảnh hưởng thứ nhất là đột quỵ Đấy. suy tim đột quỵ đó. hay là có những trường hợp mà gọi là bị nhồi máu não hoặc là nhồi à, nhồi máu cơ tim thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao mà chỉ một phút thôi ạ à, thì từ cái người bình thường ấy thì trở thành một con người tàn phế khi mà bị một cái nên cơn một cơn một cơn đột quỵ Đấy. À, cơn đột quỵ làm sao thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao Đó. và nếu như người mà thoát chết ấy sau cơn đột, đột quỵ mà thoát chết ấy, thì cái tỷ lệ 95% là để lại các cái các cái di chứng rất nguy hiểm ví dụ là có nhiều người bị liệt nửa người có người thì bị nhiệt toàn thân sống thực vật điều đó rất nguy hiểm đấy thế còn cái nguyên nhân nữa mà tôi cũng muốn nhắc đi tức là à, trường hợp những người mà đang ngủ ấy người ta ngưng thở ngưng thở khi ngủ à, thì cái đấy cũng là một cái trong những nguyên nhân mà sinh ra sinh ra huyết áp cao chị xin bổ sung thêm cái phần nguyên nhân cũng như rất như vậy. Dạ vâng ạ, như vậy thì với những cái phân tích vừa rồi của chuyên gia thể thức ưu tú Phạm Hoàng Lan thì chúng ta có thể biết được rằng cái nguyên nhân này, những cái triệu chứng của căn bệnh cao huyết áp đặc biệt là những cái biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe để người bệnh của chúng ta có thể là có những cái cách phòng ngừa đúng không ạ? Vậy thì thưa chuyên gia, hiện tại thì có những cái phương pháp điều trị hữu hiệu nào cho căn bệnh cao huyết áp không ạ? Thì trong tất cả các dòng sản phẩm huyết áp của Nhật Bản ấy thì tôi đánh giá cao nhất là cái sản phẩm mà hạ huyết áp các đô Nhật Bản. Bởi cái sản phẩm này ấy, thì chứa nhiều hoạt chất rất là tốt cho người mà huyết áp cao như là tiêu lốt, rồi à, à, peptide đậu nành, rồi chiết xuất nhân sâm, vân vân. À, dạ vâng, vừa rồi thì chuyên gia có nhắc đến là viên hạ huyết áp cardio của Nhật Bản ạ. Thì vậy thì chuyên gia có thể giải thích cụ thể hơn là vậy thì cái sản phẩm này nó được sản xuất theo công nghệ gì, cụ thể là cái thành phần của nó ra sao để quý vị khán giả của chúng ta có thể hiểu rõ hơn được không ạ? cái viên hạ huyết áp cardio của Nhật Bản ấy thì thứ nhất là công nghệ sản xuất thì hiện đại và các cardio thì đang ứng dụng một công nghệ bào chế là siêu nano tiên tiến nhất hiện nay tại Nhật Bản và nó giúp chiết xuất và các hoạt chất thành những siêu phân tử ở cấp độ là siêu nano và dễ dàng hấp thu vào cơ thể và đem lại cái tác dụng rất là nhanh hiệu, hiệu quả cao cho những người sử dụng cái thứ hai ấy, về xuất xứ thì các Io được sản xuất nguyên hộp tại Nhật Bản. Một cái quốc gia mà có tiêu chuẩn sản xuất rất là cao và giúp chúng ta có thể an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm khi mà ta sử dụng. À, thứ ba là thành phần ấy, thì 100% là tự nhiên. Nó mang cái đặc tính dược lý rất là cao và đã được kiểm chứng lâm sàng về tác dụng này rồi hoàn toàn không gây ra tác dụng phụ khi mà sử dụng. Các cái thành phần chính mà tôi đã kể ở trên như là tiêu lốt, À, piperin đậu nành, chiết xuất nhân sâm đều là những thành phần vô cùng tốt cho người bị cao huyết áp. Và thứ tư là viên cacdio Nhật Bản ấy thì đã được các cơ quan y tế Nhật Bản và Bộ y tế Việt Nam chứng nhận về chất lượng và cho phép lưu hành à, nên chúng ta có thể là an tâm trong sử dụng. Về liều lượng thì chúng ta nên sử dụng viên uống cacdio Nhật Bản với liều lượng là 4 viên trong một ngày và trong khoảng thời gian là từ 3 đến 6 tháng thì nó sẽ có hiệu quả vượt trội trong việc là hạ và ổn định huyết áp đồng thời là phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm mà do huyết áp à, cao gây ra hướng dẫn mua hàng từ video các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau nếu xem trên điện thoại hãy bấm vào tiêu đề của video khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm bấm vào link mua hàng như hình điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua nếu ở màn hình máy tính thì linh sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua